Alo, xin chào tất cả quý vị các bạn. Các bạn ơi, hôm nay các bạn có khỏe không? À, chắc là khỏe chứ. À, các bạn ơi, mới hôm nay trời, mới hôm rồi. Hôm nay không có làm video cho các bạn xem mà các bạn có nhớ mình không? À, mọi người có nhớ mình không? Có ai có nhớ mình không hả? Mình thì nhớ các bạn quá các bạn ơi. Mà bữa làm mấy cái video âm nhạc có bạn thì có mời mình hợp tác làm âm nhạc, các bạn không tên là mời có khô lát với mình bài hát 18 nghe cũng được, các bạn ai cũng hay, nói chung cũng hay. Cảm ơn bạn đã có cái bản bát nhạc rap rất là hay, mình rất là thích. Cảm ơn nha. Các bạn ơi, hôm nay thì không có gì đâu, mình có cái món quà này, của món quà của anh ở bên nước ngoài tặng cho mình. Anh đó gửi bên qua bên anh bên Danny Đỗ rồi gửi lại cho mình, thì mình cũng xin khui lại cái quà này. Ở trong này có những gì các bạn nha, nhưng mà có đọc sơ qua là quần áo. Xin chúc các bạn đẹp trai đẹp gái, xin chúc mọi người nữa có một ngày làm việc thật là vui vẻ bên những người thân của mình các bạn nha. Mình thì cũng rất là khỏe, các bạn thấy mình như thế nào? Có thấy mập hơn tí không? Gầy. Để mình cởi mũ cho các bạn xem luôn. Các bạn thấy thế nào? Gầy hả? Bình thường đúng không? Thôi, mình rất là khỏe các bạn nha, thoải mái các bạn nha. Rồi bây giờ là mình đội mũ sẽ khui cái hàng này. Bây giờ khui các bạn nha. Mình rất là hồ. Ôi gãy. Keo nó bị gãy được các bạn. Trời ơi, keo này bị một con chứ chắc rồi, hồi giờ không có làm gì luôn. Thì keo bị kỳ lạ ta. Mua 8.000 hả các bạn ơi? Mua 8.000 sao kéo đi, nó pén lắm mà sao nó gãy ta? Để đó. Mà bên này cái thu hộ không có tên luôn. Nhưng mà lương đường Lê Văn Hiến Miến, phường Thảo Điền, Thảo Điền, phường Thảo Điền nhớ, quận 2 thành phố Hồ Chí Minh. Áo này bên nước ngoài các bạn. Bên nước ngoài cái anh bên chuyên gia kinh doanh về áo có tặng cho mình. Anh ấy gửi bên qua bên anh đạo diễn Danny Đỗ gửi lại cho mình. Xin cảm ơn anh bên nước ngoài, xin cảm ơn anh Danny Đỗ đã gửi qua địa chỉ mình tới mình luôn. Cảm ơn anh rất là nhiều. Một lần nữa cũng xin cảm ơn món quà rất là đẹp. Chưa khui mà đẹp. Lỡ. Xin được phép bắt đầu khui. Trời ơi, một đống áo các bạn. Các bạn đẹp phải không? Áo rất là đẹp luôn. Luôn luôn là cầm luôn. Rồi, có thương hiệu luôn. Anh này PK Puna là giả. Đóng áo các bạn ơi. Đây là quần gì? Cái áo đi. Áo đi, cầm đi. Trời ơi, lớn quá. Trời ơi, vừa hớp luôn. Ui, quá đẹp luôn. Rồi. Cô ta rất là nhiều các bạn ơi. Từ em từng. Áo đây nữa. Trời ơi. Ui đẹp quá đi. Sắp sửa mùa đông. Ông cứ quay phim ông bắt trăng cả. Rồi các bạn ơi, áo đây các bạn. Bây giờ mình sẽ phép cởi các bạn nha. Tại vì mình hơi khiêm tốn về ngoại hình tí các bạn. Các bạn đừng cứ để ý ngực mình các bạn nha. Nhưng mà thì không có tập gym. Bây giờ để không để mình cởi ra tí để mình bằng cái này. Cái nào mình ơi. Trời ơi. Mắc cỡ lắm thôi. Các bạn thông cảm. Mình mặc cho các bạn xem luôn. Xin được phép các bạn luôn. Ăn đồ này. Đồ. Đẹp không? To. To hả? To lắm hả? Chùa cái áo này là mặc mùa đông đi chơi không? Trời cái hết chứ. Các bạn thấy sao? Hợp chứ giờ, hợp chứ nữa. Đây là ông hợp. Quá đẹp luôn. Ủa áo đẹp quá các bạn ơi. Ôi, em quên. Phải không? Ủa. Ôi, áo bên Mỹ các bạn nha. Đẹp quá. Ê, cái này bận còn riêng nữa ngon nha. Bận còn riêng mình nịt nữa, đẹp luôn. Nịt cái này luôn. Đẹp quá các bạn ơi, xin cảm ơn anh đến đây đổ đây gửi cho em. Trời ơi, lộn quá. Rồi bây giờ mặc tiếp áo nào nữa ta? Mấy cái. Ba cái, 4 cái, 5 cái, 6 cái, 7 cái, 8 cái, 9 cái, 9 cái luôn. Còn cái này là áo của quân đội này. Rồi, ai mang đi quân đội. Không, cái áo này lớn quá ha. Thôi để nhiều thế ta.
Chứ còn nhỏ. Ao lớn quá, nhưng kể là mình mặc cho nó đẹp mà. Bập lưỡi. Đẹp ha. Cái cổ này cực kỳ đẹp luôn. Bạn có thấy sao trên đây sao? Mắt đẹp đó, mặt đẹp nó lớn rộng, mặt đẹp á. Rồi nhận bán. Thì bị tao đi. Các bạn thấy sao đẹp không các bạn? À, rất là đẹp luôn. Ba cái áo. Rồi, xin cảm ơn áo đẹp quá các bạn. Món quà ý nghĩa quá, món quà rất là đẹp luôn. Quá đẹp luôn. Rồi ok, bây giờ bạn còn tiếp cái nào nữa ta? À tù đó. Cái này mặc áo này. Áo này hả? Áo tù. Áo tù. Áo nhiều thế. Áo tù. Trời. Em âm mẹ. Chùa áo này phải đẹp không à? Áo tù cho mày. Rồi. Ôi, tiếp cái này luôn. Áo tù nè. Tù hết. Bày áo này xong sao áo tù được. Dung âm. Dung âm. Này á. Quá đẹp luôn. Các bạn thấy thế nào? Mình bận áo đây mình thấy cuộc đời mình đã thay đổi ta. Bận cảm giác nó nhìn nó em đềm em ru, cảm giác nó được xoa dịu cái màu cái vải để nó đẹp các bạn ơi. Bữa tối nay mình mặc áo này chứ nhưng mà chưa biết có cái kia áo vải này nó đẹp hơn. Bây giờ mình sẽ phép mà bận cái áo khác thử. Ờ cái này thôi, cái này đi. Cái áo này nè. Cái nào áo này á? Chín cái luôn. Con ăn ngô, con ăn là dân đi. Ờ, để cái này á. Ui, size S này. Con ăn hết đó. Cắn luôn. Mình hồi hộp, vội vã quá, mình cắn luôn. Con đồng ăn luôn. Rồi, áo này có còn nguyên luôn. Nguyên si luôn. Áo bên nước ngoài có khác các bạn ơi. Cảm giác mặc rất là thoải mái luôn. Út lại mà. Đâu? Lại. Đâu lại sao? Ai về là bút lại là bút lại. Đâu có ai chứ. Đâu. Ủa thấy cái mặt y xin cho mặt trước mà ta. Áo này rất là rộng các bạn nhưng mà thích rộng hả? Rộng mặt đẹp hơn. Đúng không? Hả? Size S sao mà. Quá đẹp luôn. Ai có tao lạnh máu không? Các bạn thấy sao? Mà em phô đồ. Cặp với hai bạn luôn. Ăn viên. Ăn viên cô. Đồ đẹp quá các bạn ơi. Quá hợp với mình luôn. Cảm ơn, đồ đẹp quá. Mua mình đã vui. Mua thì vui xuống bóng hơn. Còn cái size này là mặc tiếp. Trời, ăn viên cho mày đấy. Quá đẹp luôn. Đừng cái phun. Cái lá lọt là bé có cái áo anh ở nước ngoài tặng mình nè bé. Này. Số 1 đi tắm số 1 hả? Tí nữa đi tắm luôn. Sợ mưa chứ. Mưa. Tiếp tục áo mới này các bạn nha. Mưa. Chua cha. Sao lớn không à? Dài. Các bạn thấy thế nào? Quá đẹp luôn. Dài hơn. Áo không? Áo chưa. Nè. Áo luôn. Chạy ta. Áo nhiều lắm. Cái áo này ngon này. Quá đẹp luôn. Đấy. Thôi tí nữa mình gấp đẹp rồi mình bỏ đỡ đi các bạn nha. Đặng mạng rồi đi. Không đặng mạng đâu. Người ta tặng á. Bên nước ngoài tặng á em. Áo quá đẹp các bạn ơi. Không biết nói rồi, xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin cảm ơn anh ở bên nước ngoài mà không có tên. Không có tên mà nhưng mà anh tặng nhưng mà anh đến nổ cứ gửi cho mình những quần áo. Quá đẹp luôn. À, đây nè, xôi tiết nhận hàng nè. Xôi tiết nhận à. Quận thương binh cơ trần, bên trần trên đô đơn. Thôi, thần đọc thôi. Lỗ tai, tai gái đi mà được. Thôi, quá đẹp các bạn ơi. Cảm thấy hôm nay mình rất là hạnh phúc. Trời ơi, đâu có dễ mua mấy áo đi. Một cái này trong 200-400 ngàn chứ mua sao nổi. Quá đẹp luôn các bạn. Mình cảm thấy mình hôm nay mình thay đổi luôn. Được bận áo mới rất là đẹp luôn. Quá đẹp các bạn ơi. Bạn thấy thế nào? Cực kỳ đẹp. Trời ơi, có cái quai này luôn. Áo như thế này là quai này luôn kim. Các bạn ơi. Thật là kim. Kim nào cũng có kim á. Không có kim nhỏ, là dạ. Kim găm mà. Xin cảm ơn anh Daniel Đỗ, đạo diễn anh Daniel Đỗ đã gửi mình những chiếc áo này. Xin cảm ơn anh ở bên nước ngoài. Anh không có nói tên, không ở chỗ này không có tên luôn các bạn. Mình đọc không có được, đọc số không à.
anh ở bên nước ngoài gửi sang cho anh Danny đổ ở thành phố Hồ Chí Minh đó, rồi anh Danny đổ gửi lại cho mình. À, xin cảm ơn anh rất là nhiều. À, xin cảm ơn món quà rất là đặc biệt và rất là ý nghĩa. Trời ơi, mấy quà này để mình coi dưỡng mình, rồi có áo lớn quá mình muốn tặng mấy em mà nhưng mà áo lớn quá thôi, để mình đưa dưỡng mình bận, chứ mà số em trai nào hợp á mình sẽ đưa lại mấy em bận, còn lại mình cũng bận chứ. Thôi thì mình sẽ dừng video tại đây các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau. Bây giờ mình sẽ xếp lại đàng hoàng, đi giặt giặt rồi xếp gọn gàng rồi mặc thôi. Em rồi đi video đi vô nhà đây.